Đây, hôm nay thắng Sóc Trăng tới lễ kết giới Sima chùa Sông Rong, ai ở Trà Vinh đâu vậy đó, ngay tỉnh Trà Vinh luôn. Đây Phật tử đặt lên ở trước rất là đông. Đây rất là đông quá vậy. Tây đã đến chùa Saramai cùng hưởng phước chung với nhà chùa tại nơi đây. Đây mời quý vị cùng vào trong nha. Ô, chúa Kiết ơi. Đây thì giờ này cũng khoảng 1-2 giờ heo vậy. Phật tử cũng bắt đầu về lai gai à. Chắc có thể là ngày mai mới là đông hết quá vậy. Hiện giờ thì nhà ri cũng ngồi phơi nắng luôn đó, nhà ri cũng ngồi phơi nắng luôn quá vậy đó, ngồi hai bên nhá, bởi vì che cái gạp thì mất hết cái cổng trước, nó không còn đẹp nữa, thành ra nhà ri ngồi phơi nắng vậy luôn đó quý vị đó, với xây dâm, anh em xây dâm. Đây mình sẽ lên cái ngôi chánh điện tiếp tục để cho quý vị xem mãn nhãn ha. Mấy ngày nay thì mình ở từ Sóc Trăng lặn lội xa xôi đến đây để chia sẻ cái những cái cũng như là buổi lễ kết giới Sima và nhiều cái lễ hội khác của người Khmer tại Sóc Trăng và các tỉnh lân cận các quý vị đó. Và Sóc Sa Bãi. Và hả?
có liền không? Có, đăng lên hai kênh luôn, nãy giờ sớm giờ đăng liên tục luôn hả? Quay lại nhìn lại nhiều quá, quay lại. Trời, tôi lên thì khỏi nói luôn. Đây thì đó, bà con rất là đông luôn ha. Bà con rất là đông luôn á. Để mời quý vị cùng thắng miền Tây lên chỗ ngôi chánh điện tới nha. Rồi bỏ dép ở ngoài nha quý vị, không có mang dép, rất là lễ luôn. Chụp hình. Đây để lên ngôi chánh điện cho quý vị xem một vòng. Đó, chia sẻ liên tục cho quý vị cập nhật và xem cho mãn nhãn luôn ha. Buổi lễ kết giới chi ma tại chùa Sầm Rông 2, khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh. Đây quý vị. Có mấy người cũng giữ cái thùng đó quý vị, nó sợ nó trà trộn vô đây nó lấy tiền đó quý vị. Đó, những cái đám đông như vậy thì mọi người cũng cẩn thận của cải của mình đó, không ai giữ được cho mình đâu quý vị, chính mình giữ lên đi. Thì cũng có mấy anh bảo vệ rất là đông nhưng không thể nào mà coi kịp đó, nó trà trộn vô cái băng nó khoảng 8-9 người gì đó, nó trà trộn vô đây để nó lấy đồ của nó, chen chúc á, nó làm giả bộ chen chúc để lấy đồ của bà con Phật tử ở khắp nơi để lễ hội này. Thì mong bà con cô bác cũng cẩn thận, thắng miền Tây thì đi tới đâu cũng cảnh báo cho mọi người biết để coi chừng móc túi cho chi tiền thôi đó. Thì có bà con giữ của mình thì nó cẩn hay hơn. Sư cũng cảnh cáo rồi cho mọi người biết ha, coi chừng sơ hở sơ ý tí thì coi chừng của cải của mình nó hay hơn vậy. Đây là chỗ sư cuộc chỉ đỏ vào tay á quý vị. Đó thì mình cũng chia sẻ rồi, mình cũng không có nói lại nữa. Đó. Đây, quý vị. Ở bên trong thì nó cũng giờ này cũng hết cát rồi, leo que thôi. Đây là cái cổng lên nè quý vị, rất là đẹp ha. Đây, cổng lên nè, rất là đẹp luôn.
Đây là còn cảnh ở đây. Đây là chụp hình siêu pha, là khúc này là rất là đẹp phải không vậy? Đó thì cô đây đã chụp hình. Đây bên bển nhạc quá mình không dám qua. Đây là toàn cảnh ngôi chùa phải không vậy? Đó mình chia sẻ từ từ cho quý vị xem từ đoạn một. Đó mấy quý vị dòm thấy hết toàn cảnh nơi đây được. Đó. Đây. Bên bển nhạc quá mình không dám qua, quay cho quý vị xem. Đây là còn cảnh phía bên dưới không vậy? Đâu quý vị xem ha, buổi chiều cũng không có ai, lại có dắt dưa với dắt sáng tới. Giờ này cũng leo que, còn chắc ngày mai chắc mấy là có thể đông không quý vị? Đó dưới cũng có đoàn ca nhạc rồi chơi rồi đó. Đây ở đây đó có Phật tử đó, có chư đồ vô là bắt đầu đón tiếp nữa ha. Chỗ đại sư làm cũng như cái núi vậy đó, như cái hòn Nam Bộ giả vậy đó, cái núi giả đó không vậy? Đó rất đẹp luôn á. Ở đây thì đa số lợp bằng lá cho nó cũng như nó cho nó đậm chất miền Tây hơn quá vậy đó, lợp bằng lá không á, sư dừng bằng lá không à. Đó xung quanh này nó sư dừng bằng lá không. Cái này chỗ này giải hạn qua coi tuổi tác của mình nha mấy, cũng như bằng ăn xuống bằng ăn lên như thế nào thì sư coi theo sách số, theo sư coi sách vở đâu vậy. Đó có cái đoàn lợi nữa kêu vậy, cái đoàn sư nào lợi nữa. Thank you.
sau khi đoàn Phật tử đi huốt thì cái đò ra đi có quyền ngồi xuống hết quý vị. Đó. Đây mình cũng quay một clip này nữa để tối bắt đầu tiếp tục mình chia sẻ buổi tối cho quý vị xem á. Đó thì bữa nay mới ngày đầu tiên thôi, chưa có đông cho lắm quý vị, mà có thể là ngày mai rất là đông. Hiện tại giờ thì cũng bà con Phật tử cúng rồi, ta cũng lên xe về hết rồi quý vị. Đó, cái đoàn xe nào mà ta lại cúng trước ta về hết rồi. Còn ngày mai chắc có thể là ở chuyến xa ta lại rất là đông luôn quý vị. Đó. Thì mình chia sẻ đoạn ngắn ngắn này cho quý vị xem cái buổi lễ kết giới Si Ma ngôi chánh điện mới của chùa Sầm Rông Hai nhé, Trà Vinh như thế nào. Có hiện tại giờ thì cũng mấy em nhỏ rồi vòng vòng ở đây cũng lại đây để cúng thôi quý vị. Đó, mua sen mua bông để cúng ha. Đó, chắc mình nghĩ là gần gần ở đây thôi quý vị. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.